Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình. Nhân dân nhiều địa phương trên cả nước và kiều bào đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài đã dâng hương tưởng niệm các vua hùng đã có công dựng nước. Theo nhận định của các chuyên gia thì những tháng đầu năm nay sẽ không tránh khỏi sự chuyển dịch lao động tại các tỉnh thành. Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định quyết tâm truy tìm và đưa ra xét xử những kẻ chủ mưu vụ đánh bom khủng bố tại Boston ngày 15 tháng 4 vừa qua. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra vào tối ngày 18 tháng 4 ở thủ đô Baghdad của Iraq. Trong ngày hôm nay mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương gắn với tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng, nhân dân nhiều địa phương trên cả nước và kiều bào đang sinh sống làm việc tại nước ngoài đã dâng hương tưởng niệm các vua Hùng đã có công dựng nước. Đây được coi là hình thức biểu đạt tập trung nhất của tín ngưỡng thờ tổ, là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tại đền tưởng niệm Trường An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức đại lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Hàng nghìn cán bộ nhân dân đại diện cho hơn 1.300 chư tộc phái trong huyện và người con làm ăn xa quê đã về tham dự lễ và dâng hương tưởng niệm các vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương cũng là nhịp nhắc nhở mỗi người dân huyện Đại Lộc nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung luôn khắc ghi và mãi mãi biết ơn công lao trời bể các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ. Đại lễ giỗ Tổ Hùng Vương là lễ hội văn hóa của dân tộc, là truyền thống quý báu của cán bộ nhân dân huyện Đại Lộc trong nhiều năm qua, biểu thị tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn của các cộng đồng dân tộc Việt Nam, làm cho mỗi con người luôn đặt niềm tin và cầu mong những điều giản dị không chỉ cho riêng mình mà cho cả cộng đồng dân tộc, đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Ngày 19 tháng 4 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham gia của Đại sứ Trần Trọng Toàn và phu nhân, đại diện cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan ban ngành. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng tại chùa Một Cột trong khuôn viên Đại sứ quán ở trung tâm thủ đô. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn thay mặt những người con Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại xứ sở Kim Chi, kính cáo trước tổ tiên và vong linh các liệt sĩ, sự tri ân sâu sắc để đất nước có được ngày hôm nay. Đại sứ Trần Trọng Toàn nhấn mạnh rằng, những người con đất Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc luôn tự hào về dòng giống Lạc Hồng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần làm rạng danh đất nước Việt Nam. Giỗ Tổ là một truyền thống văn hóa tốt đẹp và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đây là nét văn hóa đặc sắc mà không dân tộc nào trên thế giới có được. Chính điều này đã tạo nên sự gắn kết giữa các gia đình và dòng họ, tạo thành sức sống trường tồn cho dân tộc Việt Nam trước bao biến cố lịch sử, trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Hôm nay ngày 19 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ hàng năm. Chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nét văn hóa đặc sắc này. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Câu ca dao này đã đi vào tâm thức của mỗi người dân Việt Nam từ bao đời nay, như một lời nhắc nhở thế hệ con cháu phải biết ơn các thế hệ cha ông đi trước, phải luôn hướng về cội nguồn. Đó cũng là thể hiện sự tôn kính, tôn thờ những người thân trong gia đình, dòng tộc, ngay cả khi họ không còn nữa. Nước ta hiện có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, với hàng trăm dòng họ khác nhau. Trong đó, dòng họ Đoàn đại tộc thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là một trong những dòng họ có lịch sử lâu đời với hơn 400 năm. Trải qua 16 đời, dòng họ Đoàn luôn đoàn kết, phát huy truyền thống, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hàng năm, dù bận bịu công việc hay ở xa quê hương, nhưng con cháu họ Đoàn vẫn luôn họp mặt đông đủ trong ngày giỗ tổ để thắp hương và tưởng nhớ những người đã khuất. Giỗ tổ để tỏ tấm lòng thành kính với tổ tiên. Thứ hai là con cháu gặp mặt là trò chuyện giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong học tập, trong làm ăn kinh tế. Giỗ tổ còn là dịp để các thế hệ, các gia đình trong dòng tộc thêm gắn kết với nhau. Họ không chỉ gặp gỡ, giao lưu mà còn thăm hỏi, tặng quà,
động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hiếu học. Qua đó, giáo dục các thế hệ con cháu phát huy những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên để lại. Để phát huy cái truyền thống hiếu học của dòng họ cũng như của quê hương đất nước, thì mỗi thành viên trong gia đình họ Đoàn đều đã cố gắng vượt lên những khó khăn để đạt được những mục đích trong cuộc sống cũng như xây dựng quê hương đất nước. Để xứng đáng là con cháu trong dòng họ đã có truyền thống hiếu học từ nhiều đời, tôi tự hứa với mình sẽ trở thành người có ích cho xã hội và làm đẹp thêm cho dòng họ và quê hương. Không chỉ có dòng họ Đoàn mà hàng trăm dòng họ khác sinh sống trên dải đất hình chữ S đều luôn hướng về cội nguồn, tổ tiên. Đây là một tín ngưỡng mang giá trị truyền thống văn hóa và giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Ý thức cội nguồn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều đó mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Khi mà cuộc sống đã có đôi chút ổn thỏa, người ta càng mong nhớ, nghĩ về mình từ đâu mà ra. Đất nước ta ở cội nguồn nào? Và chính cái trong tâm thức đó, cái ngày giỗ tổ của các dòng họ là một ngày nó càng có cái giá trị cao hơn nữa, góp phần thắp sáng lên cái niềm tin vào dân tộc, niềm tin vào sự đoàn kết thống nhất, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Phát huy được cái truyền thống cao đẹp đó của toàn thể các dòng họ trên đất nước thì mình phải thực hiện là cái nguyện vọng của các bậc cha ông đã đi trước đối với các dòng họ đại đoàn kết dân tộc để kéo nên có một cái văn hóa xã hội ngày càng tốt đẹp. Không chỉ hướng về tổ tiên của dòng họ, mà những người con đất Việt còn luôn hướng về cội nguồn của cả dân tộc, đó là vua Hùng, người đã có công khởi thủy cho cộng đồng người Việt và khai sơn phá thạch, xây dựng nên nước Nam. Bởi vậy mà, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, dù sinh ra và lớn lên ở bất cứ đâu trên đất nước này, dù mang những dòng họ khác nhau, nhưng mỗi người con đất Việt đều tụ hội về đền Hùng để tưởng nhớ những người đã có công dựng nước và giữ nước với tấm lòng thành kính, tri ân. Đây là cội nguồn của chúng ta nên là chúng ta phải trở về cội nguồn. Thì cũng như trong một đại gia đình thì có tổ tiên thì đến ngày giỗ thì chúng tôi đưa con cháu về để thắp hương cho các cụ vua Hùng. Chúng ta ngoài cái việc tưởng nhớ các xây dựng nên cái nguồn cội nguồn cội của đất nước ấy, thì cũng muốn cho con em mình hiểu được cái thêm được cái lịch sử của dòng tộc của đất nước. Chúng ta có trăm dòng họ nhưng cuối cùng chúng ta lại có một người chung, đó chính là các vua Hùng. Và đây là điều đặc sắc nhất so với tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, chỉ có mỗi ở Việt Nam, và đây chính là điểm kết nối của các dòng họ nhiều sắc màu khác nhau, nhưng chúng ta cùng chung con em Đại Việt, cùng là con cháu của Hùng Vương. Với những ý nghĩa lớn lao trong đời sống tâm linh người Việt từ nghìn đời nay, mà không dân tộc nào trên thế giới có được, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lòng biết ơn, tôn kính đối với tổ tiên của dân tộc ta đã đóng góp vào sự phong phú, đa dạng văn hóa của toàn thế giới. Đây là một cái niềm tự hào của dân tộc chúng ta. Cho nên là cái trách nhiệm này phải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản. Đó không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà còn đặt ra cho các thế hệ hôm nay và mai sau trách nhiệm lớn lao. Làm thế nào để tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy hơn nữa giá trị của di sản văn hóa phi vật thể này? Từ đó, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong xu thế hội nhập hiện nay. Theo dự báo, tình hình kinh tế xã hội năm 2013 tiếp tục còn nhiều khó khăn, nên theo nhận định của các chuyên gia thì những tháng đầu năm nay sẽ không tránh khỏi sự dịch chuyển lao động tại các tỉnh thành, ghi nhận ở thủ đô Hà Nội. Khác với nhiều năm trước, khi chỉ những lao động phổ thông, công nhân các nhà máy giày da, may mặc mới đăng ký lĩnh bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng ngay từ đầu năm đến nay, số lao động có trình độ, thu nhập cao đăng ký và hưởng bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng lên đáng kể.
từng làm trợ lý trong một dự án xây dựng với mức lương 1.000 đô la Mỹ một tháng. Nay bị thất nghiệp nên chị Hoa Bình Minh ở Hà Nội tìm hiểu rất rõ về quyền lợi của mình. Mình nghĩ đây là một chính sách rất là cần thiết đối với người lao động, tại vì nó đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động khi mà có vấn đề gì đó hoặc không may người lao động bị mất việc chẳng hạn. Ví dụ như là thứ nhất là về khi mà người lao động bị mất việc thì tức là cái khoản lương của họ cũng không được công ty chi trả nữa, và do đó thì nhờ vào cái khoản bảo hiểm này mà người lao động có thể là trong cái khoảng thời gian đang đi tìm việc đó thì họ có thể là trang trải cái cuộc sống của mình. Theo báo cáo, trong quý 1 năm 2013, Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Nội đã tiếp nhận gần 6.500 người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Số lượng lao động thất nghiệp giảm so với cùng kỳ năm ngoái, song vẫn ở mức khá cao. Tình hình là quý 1 năm nay là tình hình các cái người lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cũng không có nhiều biến động lớn so với là quý 1 năm 2012. Thì thực ra là cũng có một phần là giảm nhẹ vì kể từ ngày 25 tháng 11 thì chính phủ ra cái nghị định số 100 thay thế sửa đổi bổ sung nghị định số 127 năm 2008. Thì trong cái nghị định này có một cái điểm mấu chốt là người lao động từ chỗ là trong vòng 7 ngày phải đăng ký với các trung tâm giới thiệu việc làm. Thì giờ là nghị định mới đã cho cái thời gian là đăng ký là đến 3 tháng. Do vậy là người lao động người ta sẽ không phải là cứ nhận quyết định nghỉ việc xong người ta đăng ký ngay, có thể người ta đi tìm kiếm việc làm đã. Trong khi nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang ấm dần lên, thì về tổng thể, số lượng người thất nghiệp và thiếu việc làm vẫn có xu hướng tăng. Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 1, tỷ lệ lao động thiếu việc làm là 3,6%, dự báo bước sang tháng 4 sẽ là mùa cao điểm của việc đăng ký thất nghiệp. Kể từ tháng 4 thì số lượng lại bắt đầu tăng mạnh trở lại. Vừa rồi trong tháng 4 này, từ đầu tháng đến cuối tháng cũng khoảng hơn 2.000 người lao động, tức là chiếm trong vòng một tháng thì chiếm đến một nửa của quý 1. Đấy, thì có khả năng là mùa cao điểm của các năm ấy, theo chúng tôi thống kê và đánh giá thì mùa cao điểm về cái tỷ lệ đăng ký thất nghiệp của các năm ở địa bàn thành phố Hà Nội nó rơi từ tháng 4 đến tháng 6. Theo các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp ở các ngành nghề đang cơ cấu lại nhân sự, giảm chi phí. Chính vì vậy, không chỉ có lao động thu nhập thấp mà cả những lao động thu nhập cao cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.